là những đơn vị đầu tư sẽ cùng ký tên lưu lại chữ ký của mình trên chiếc áo kỷ niệm này để đánh dấu cho sự bắt đầu của Running Man Việt Nam chạy đi chờ chi mùa thứ nhất. Showcase the Vietnamese version of Running Man in Vietnam. Tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ các đơn vị tài trợ đang tặng hoa là lời